Dạ, anh bấm giới thiệu sơ đồ mạch điện trước ha. Rồi nó vô nó hỏi đời xe. Ví dụ như giờ em nhìn một chiếc Audi đi, mình không biết nó đời nào đúng không? Mình chụp số VIN, mình lên trên cái trang VinDecore á, mình search thì Audi nó có mấy loại thôi. Mình chọn Audi nè, rồi chọn cái đời xe. Ví dụ như chọn một đời 2012 đi. Rồi tiếp theo chọn cái dòng xe đó, ví dụ A7, A6, A8 và Q7. Đó. Từng làm Audi bên nào rồi? A8 anh, giờ có con A8 đang bệnh, Bị sao á? xe đậu cũng không đầy cũng lâu rồi, bị cái bên co áp á, cái bơm co áp. Bơm bơm cao áp của phun xăng á Cũng bơm xăng và có bị sao bị hư hả? ở tốc độ cầm chừng nó không đủ áp anh, đạp không lên ga, yếu ga. Tốc độ cầm chừng không đủ áp. Đạp lên nó cũng thiếu áp nữa. Đạp lên còn thiếu áp. Có tín hiệu điều khiển cái bơm không? Có rút ra cái van xả đó phải không? Cái van xả Có thì cái ở cái van đó là van solenoid ở trong trong cái bơm á, để nó nhịp với cái gối cam để nó tạo áp á. chứ phải van đó van xả áp anh. Không phải, van đó là kết hợp, nó kết hợp với vị trí bơm, vị trí của trục cam để nó tạo áp lúc lúc mà cái gây ca cái piston nó đi lên á, thì nó kích solenoid cho nó đóng cái đường, đóng đường ở trong trong cái bơm á, là nó nâng cái áp lên, nâng cái áp lên đi qua cái van một chiều, thì cái áp ở trong ống reo á là nó duy trì, nó ổn định. Đạp nó không lên áp hả? Như bữa có lên mà lên thấp lắm, như Lên lên thấp thì sao? Cái đó là van xả. Van xả nếu mà em hiểu là nếu mà van xả thì nó không bao giờ lên cao áp được. Rồi giờ coi cái sơ đồ của nó không? Động cơ mấy mấy tên hệ thống này là đọc sơ đồ nhiều nè, mình quen nè. Ví dụ cái này là những cái location, Petrol engine nè. Đó, giờ mình đọc cái sơ đồ mạch điện của động cơ ha. Thì em đây, ví dụ đây là một cái tab ở trong một cái sơ đồ mạch điện của hệ thống điều khiển động cơ. Nên em muốn bắt ra em bấm vào overview là ra cái thư mục này luôn. Còn nhấp vào đây để hiện tab bên cạnh nè. Đó, thì bên này là cái sơ đồ mạch điện, còn bên này là chú thích. Không. Em chưa chưa từng đọc sơ đồ này bao giờ hả? Alo. Nghe không em ơi? Thì bên này mình đọc sơ đồ á, mình kết hợp với kiến thức điện tử của mình á, mình phân tích nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Ví dụ như em tới cái này em không hiểu nó là gì, cái em nhìn chú thích. Ví dụ như đây là S132 nè, em nhìn vào đây.
Đây là cầu chì ha. Đó. Thì mạch này nó cần mình muốn biết vị trí nó đâu thì mình bấm vào đây. Bấm vô cái hình mấy chụp hình nè. Đó. Rồi nó hiện ở trên dòng đầu tiên luôn. Đây là số 4 nè. Nhớ số 4 không? Cái kéo lên trên này. Số 4. Thì nằm đây. Sau bên phải. Rồi. Đó, tương tự ví dụ như em nhìn vô đây, em chi 234 này là cái gì? Audi nó Audi cái tên của mấy hộp là cái ký hiệu vậy thôi. Ví dụ như em đọc ở trong máy chẩn đoán thì nó cũng để cái tên nữa là cần chú thích thêm thôi là G 234 đó là cái hộp túi khí. Rồi hai cái ở bên trong này con điều khiển này để làm gì, em biết để làm gì không, tại sao nó lại hộp túi khí mà đi vô cái hộp cầu chì này? Ở trong này á, nó có một cái con khi mà bị tai nạn, nó xe bị tai nạn đó thì hộp túi khí này nó sẽ cấp nguồn cho cái solenoid đây để nó ngắt đây, đây giống như một cái ngòi nổ để nó ngắt cái đường nguồn chính nè, không thì anh nói sơ sơ vậy thôi, mình đọc tài liệu nhiều mình phân tích là mình hiểu à. Để sau này mà ví dụ như em đọc lỗi túi khí, nó báo lỗi túi khí, nó báo tới cái van này là biết nó nằm ở đâu rồi, em tra sơ đồ ở đâu rồi, em đo điện như thế nào rồi, không? Đó. Rồi những cái này là những cái nào, ví dụ như giờ mình đọc từ đây tới 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 vị trí này giờ không biết nó đi tiếp tới đâu đúng không? Vô lại ha. Dạ rồi. À ví dụ như em nhìn vô mấy chỗ này nè, em không biết nó nối tới đâu đúng không? Em Dạ. bấm vô đây. Một là em bấm trên vô đây, nếu mà em đọc tài liệu giấy á, như em đọc ở trên on data á, thì nó để ở trên này số 53 nè, ở đây để số 53 nè. Em sẽ tìm ở Dạ. dưới này cái hàng nào là hàng năm có số 53. Ba nó nối vô đây. Ở đi trên đây là cái chân nó sẽ nối vô đây nè. À, nè, giờ anh nhấp vào đây là tới cái đó nè. Đây. Thì nguồn nó cấp xuống cái relay này. Đây từ nguồn nè. Từ relay này cấp. SA. D1 là có dây từ hộp cầu chì SA cấp nguồn xuống cho ST1. SA là hộp cầu chì ở đâu nè? SA là số 1. Là chì khoang động cơ ha. Rồi. Hồi nãy mình đang đi tìm cái bơm cầu áp. Để đi Nè, bơm giờ cầu áp. giờ đi tìm bơm cầu áp thì sẵn đó mình trên đường mình coi cái gì mình coi thấy cái gì anh giải thích luôn. Ví dụ như anh nhìn trên sơ đồ này anh thấy G32 là cái gì nè, không biết nhìn qua đây thì cái này là cái con cảm biến nhiệt độ thứ là mét thì sender là sensor á. Đây 40 4 410 là gì nè, 410 là mét ha, mát mét chín chín tư nữa đi về đâu nè,
4 đi về hộp di 519 nè, không 94 nè, đi qua đây không di 519 này là gì nè, on board supply, cái này là cái giống như cái hộp hộp frem, hộp trên BM là có cái hộp giống hộp cầu chì nhưng mà nó điều khiển hộp điện trung tâm á, ví dụ như trên mẹt á là ờ à, đúng rồi, nó tự tự vậy á, chức năng nó tự tự nhau á. Rồi tiếp theo ở đây những cái mô pin nè, mô pin J623 là hộp động cơ nè, mô pin đây là mét mét mô pin ở bên trong, dây này là tín hiệu đưa ra mô pin đến lửa, máy này là máy V8 à, V8 ví dụ N30 là gì, những cái solenoid là gì nè, N30 là kim phun, kim phun là nguồn nguồn cấp cho kim phun nãy nhịp. Tám mươi kim phun rồi, nhưng theo những cái G61 nóc sensor đó, mình đọc tài liệu rồi sau này mình cầm máy chẩn đoán là mình đọc là trong máy nó báo gì là mình biết nó nằm ở đâu, mình vô mình tra cho dễ, trên pin nào mình đo dây điện về hộp như thế nào đó. Nó ngày xưa anh cũng ngồi anh đọc rồi nè, đó giờ cứ đụng ban gì mình nhớ biết nó nằm đâu là vô mình tra. Ví dụ như G40 là gì nè, G40 là Hall sensor, G310 Hall sensor. Rồi. Cái miếng Hall đó mình có cách nào mình đo kiểm tra không anh? Có. Ví dụ như giờ cái cảm biến Hall, nhưng mà Hall này để anh đang coi nó của hệ thống gì á. Hall này của bếp ga hay là của Hall sensor. Hall G40. G40 em trong này nó không có thông tin gì hết đâu. Hall chỉ nó kêu là Hall sensor thôi. Cái em mới em không biết thông tin về nó đúng không? Cái em ra đây. Rồi em ra đây em lên Google. Cái em bấm G40 Audi. A8. Rồi em tìm nó. G40 cam sát ở đây ha. Cảm biến vị trí chụp cam. Đó, nhiều cái nó không có thông tin gì lắm. Đó. Thằng để cam sát thì mình nhìn vô mình biết cam sát lên. Đó, như những này mình đâu biết đâu đúng không? Đó. Thì ví dụ như em muốn đo con này đúng không? Thì nó có một chân nguồn, một chân mát, thì em phải coi nó là ở E16 là mát nè. Đây là nguồn 5V. Nhìn vô đây nha. Đúng rồi. Nguồn 5V này, còn chân còn lại nè. 220 là gì? Mát nè. Đây là 220 nè. Mát thì cái chân này nó sẽ nhịp tín hiệu digital về. Em có xài, em xài máy đo xung á. Rồi. Em có xài cái máy đo xung. Để vô đây là biết xung nó chạy về. Ví dụ như nó báo lỗi tương quan cam đi. Tương quan cam, cam hút, cam xả với cam chụp khử với cảm biến vị trí chụp khử. Thì em phải có cái muốn mà nó báo lỗi đó.
thì em phải đo hết ba cái xung của ba anh cảm biến này coi nó bị lỗi gì đó, mình nhìn là mình biết liền đó. Ví dụ như báo lỗi tín hiệu, nó không báo lỗi circuit nha, mà báo lỗi tín signal á, thì em phải cắm cái máy vô em đo đo cái dạng tín hiệu của nó như thế nào, kiểu như mất một răng, mất xung hay xung nó bé hay là như thế nào đó, là em nhìn vô máy đo xung là em bắt bịch. Ví dụ Hầu G như em thường gặp mấy cái cảm biến ABS á anh. à, ABS 2 giây phải không? đúng rồi 2 giây Như mình rút cái cảm biến ra nó mất nguồn rồi phải không? Nó đâu có tách nguồn ra. có, nó vẫn có nguồn. Còn một có nguồn số ra một không? à, một số hộp á thì nó vẫn cấp nguồn ra, còn một số hộp thì nó không có nguồn, chứ mình đo đo nguồn đó cũng không chính xác đâu. Giờ ABS mà nó báo thì em cứ báo thay thôi, chứ không có, nó đã báo rồi tức là nó đã có sự bị lỗi gì nó báo, đúng không? Nên ví dụ như giờ mình có vệ sinh đi, mình chạy được tháng 2 tháng gì nó không hư rồi. Sợ khi nó bị chỗ cắn thì lỏng dây điện đó. À, còn nếu như mà bị lỏng dây điện thì báo sẽ báo lỗi circuit. Không, có ví dụ như trên cảm biến ABS đi, nó sẽ có báo báo 2 loại lỗi, một loại lỗi là liên quan đến circuit. Circuit em nhìn vô circuit đó mà cái số lần xuất hiện lỗi đó nhiều á thì chắc chắn là nó bị đứt dây. Còn nếu mà nó báo lỗi circuit mà ít á, số lần nó báo ít á thì mình chưa chắc chắn. Thêm nữa nếu mà báo lỗi signal á thì mình báo thay luôn. Có thầy luôn. Nếu mà lỗi signal nha thì trong quá trình hoạt động thì nó bị chập chờn về tín hiệu signal á. Còn nếu mà báo lỗi circuit thì phải kiểm tra đo dây. Đầu tiên mình lên mình đo nguồn, bật công tắc on lên là đo nguồn nha, chứ không on công tắc đo nó không có nguồn đâu. Mà em thấy đa phần những cái dòng mạch BM là đều có nguồn ra hết. Nếu Hồi đo thì bữa em phải đo mát gặp trước, em đo mát trước, mát mát trên cái dây dây cấp xuống cảm biến luôn nha, đo đó mát là lúc lúc còn cắm cảm biến hay là lúc dắt không? rút 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 ra cũng được, không sao hết á. Đo, còn nếu mà đo không có nguồn nữa thì mới kiểm tra thông thông mạch của dây. Thông mạch từ hộp về cảm biến phải không? Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà cái đầu tiên là đo dây mát trước, đo dây mát trước mà coi có mát không. Có mát rồi ok, đo đo nguồn so với mát dây mát đó ok. Nếu nếu không có thì kiểm tra đo dây, chứ thường thường anh thấy ít mà bị hư hộp mà về ABS mà hư hộp mà dây tín hiệu xuất nguồn ra lắm. Rồi ví dụ G512 nè, 512 là cảm biến ở trong cái đo gió. Em tắt nè. Rồi tiếp tiếp theo G609 sender. Cái này là cái hệ thống mà nó bù lúc mà khởi động lạnh á thì lượng khí xả nó cao á, thì cái hệ thống này nó sẽ thể bơm khí trời vô để nó pha loãng cái Chứ trả pha loãng khí xả để cho đạt đạt tiêu chuẩn khí thải á. Đó, cái hệ thống nó là chạy trong cái hệ thống đó tên gì anh, nó có để không? nè, đây nè, second air system. Em lên mạng em gọi được rồi. Đây đó, đây hệ thống ở đây nè. Rảnh rảnh coi. Chứ không phải là cái bơm khí phụ ha, bơm khí phụ là secondary hả? Secondary system là cái có, nó cũng có một cái quạt luôn, nhưng mà nó không phải quạt để nó bơm vô buồng đốt đâu,
mà nó bơm đấy bù cho khí xả đó phải không? Đúng rồi, bơm vô khí xả. Tại thấy mạng hay báo mấy lỗi đó đó. Ừ, đúng rồi, bơm vô khí xả. À, bơm khí xả lúc mà À, cái động lạnh đó, đúng nó rồi, bù bù khí xả. đúng rồi, để pha loãng nồng độ khí xả ra. Chứ phải là nó bơm thêm khí phải không? Bơm sao bơm nổi vô được, tục bộ chạc nó mới bơm được chứ, cái sao quạt đó mà bơm vô được. À, tiếp theo cái giới thiệu cái sơ sơ đi ha, đọc đọc sơ 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 đi rồi em có thời gian em tìm hiểu thêm. G41 nè đó. À, cái này còn áp suất đường khí nạp á, G300, G300 on sender 3 nè đó. Anh cũng biết con này là cái gì nữa, cứ em cứ gọi lên Google em gọi G300 Audi A8 Dạ, à. cái đó thì em tìm hiểu sao cũng Ừ, được. đúng rồi, anh chỉ cho em cái phương pháp thôi. Cái này ví dụ như G136 là vừa chấp cúm ga quá, 186 nè, cúm ga nè, cúm ga rồi chạy phải mới tới mấy cái veo nè. G12 Arisu T Peter là Cái N112 anh, hả, cái lên lại là cái N112 cho anh. một một À hai à, đúng rồi đó, những cái valve này để nó mở mở đường hơi cho nó đi vô á, có cái quạt thì vô cái vô cái hệ thống đó, hệ thống nó phải có điều khiển chứ đúng không, chứ quạt nó, quạt quạt quay nó phải có cái solenoid ngăn cách giữa khí xả với là khí mà bơm vô đúng không, dạ chứ không thôi nó nổ ngược lên thoát ra đường đó làm sao. dạ rồi Đừng cứ coi YouTube tìm hiểu mấy cái hệ thống đó. Và 509 nè, là gì đây, GFI nguyên là 156. Elix gì mà từ bộ sao nó bị treo ta, bị treo rồi ha. em Có từ tivi từ từ ra vô từ lại hả? không 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 từ 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 vô được rồi, vô được rồi, À chắc mạng yếu quá. Rồi theo Kansas Pure Marine Bell 2 N420 nè, N402 nhé, N402 N290 thì hai chắc là hai veo đó đó, cái áp hả, áp thằng cái mà để nâng áp lên đó, ví dụ như cái con đó mà hư đúng không, con này mà hư á nó vẫn chạy được, nhưng mà áp nó không cao, áp không cao thì nó tăng cái thời gian phun lên thì nó vẫn đủ nhiên liệu cho động cơ hoạt động. Em rút 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 dắt con này ra động cơ vẫn nổ được, nhưng mà chạy nó không có lực thôi. là ngay chỗ cái bơm của áp nó có hai dắt điện là phải cái đó không anh? Đúng rồi, cái dắt điện á, em nó có dắt điện á, em rút ra thì bơm nó không Ủa có có tăng. 300 mấy ký rồi. Hả, sao Ủa rút cái dắt đó ra là nó lên áp cao lắm. à, rút dắt này ra áp nó tăng cao đột ngột hả, Dạ. còn cắm vô là bình thường. Cắm dao thì tụt xuống. Rút ra đọc trên máy test là nó lên áp cao. À, chắc công nghệ nó khác.
từ N290 Audi. Đây. Đúng rồi. À, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đợi anh xíu nha. Lên mạng. Alo. Nghe em đây. À. Gì? Nói rồi ha. Ủa, nếu như vậy trong này nó không có van an toàn hả? Và an toàn anh. Ờ, nó cứ tăng tăng hoài vậy sao nó chịu được ta? Tại như mấy anh kia em nói như anh làm cái xưởng em nói thì cái đó là cái van xả áp cái gì đó, giống như kiểu van điều áp gì đó. Nó là điều khiển cho cái bơm đó, nó điều Dạ. khiển cho cái bơm nó dựa theo cái tín hiệu cảm biến áp suất reo nè, nhưng mà anh thấy công nghệ nó thường thường là nó nâng áp lên mà, chứ đâu phải nó. Để anh coi lại cái đó, để anh coi lại sau ha. Dạ. Tại vì khi rút cái nhắc ra thì cái nó áp lên tối đa. Xong mình đọc, ví dụ như mình em làm xe đúng không, em làm xe nhưng mà em chỉ em trong quá trình làm á, em sẽ đọc thông số tất cả các động cơ, các thông số của cảm biến luôn. Dạ. Cái em mới nhớ là ví dụ như áp xăng này, xe này nó đang bình thường thì nó dao động từ mấy mấy ký vậy đó. Dạ. Cái em nhớ nhớ vậy thôi, ví dụ em nhớ cái em quen. Còn ví dụ như em tìm trong tài liệu này nó cũng có luôn, nhưng mà nó em phải tìm, mất công tìm trong đó nó hơi lâu. Đâu hứng kiếm thử cái giá trị của cái thông số kỹ thuật của cái van Rồi điều áp anh. đây, muốn thông số kỹ thuật em qua đây. Rồi chọn thêm hộp số. Rồi chọn bầu unit. Rồi 8 xi lanh. 8 xi lanh hệ thống nhiên liệu. Đây. Fuel system, hệ thống cung cấp nhiên liệu. Rồi 2 pump. Rồi đây. Đó. Tên nó là N290 à, lực ship 2 pump. Coi được cái khoảng hoạt động của áp suất thì coi trong cái chép chép này. Mấy thông số đó em tự nhớ thôi. Mấy chị em tháo nè. Chị tháo lắp không? Đúng rồi. Tháo lắp, tháo gì, tháo gì. Rồi nó để thông số. Thông số thì nó để trong máy chẩn đoán này, các ở trong máy chẩn đoán nó các có các bước chẩn đoán đó. Bởi chuyện đó nó ra giá trị không mà, nhưng mà mình đâu có biết cái giá trị chuẩn của nó là bao nhiêu để mình so sánh đối chiếu đâu. Tại ví dụ như em chẩn đoán cái phần cảm biến này đúng không, cái nó kêu em nhập cái thông số mà em đo được vô máy chẩn đoán, thì nó máy chẩn đoán nó lưu sẵn cái thông số chuẩn rồi, em biết nó báo cho mình là đúng hay sai là em theo Nhiều máy. lúc mà nó có lỗi nhưng mà nó không nhận lỗi trên máy á. Nó không hiện lỗi trên máy, em truy cập vô thẳng cái phần mà chẩn đoán của cái van này luôn nè.
chuẩn thẳng vô chuẩn đoán của van này luôn rồi em gọi nó lên em chạy. Chuẩn đoán dạng như kích hoạt cho chuẩn đoán trực tiếp không cho đó là nó có phần mà test plan á, test plan giống nó giống như bên BM luôn, nó cũng giống như bên Mac luôn. Em xài là nó cũng có phần chẩn đoán, là cái gọi cái function chẩn đoán lên là nó sẽ hướng dẫn mình chẩn đoán luôn, làm bước gì đo dây nào để chỉ hết. Chứ trong cái tài liệu này nó không có mấy thông số đó anh. Có một số phần nó có thôi, ví dụ như cân cam hay là những cái giá trị cảm biến đó, thì nó một số cái hiện có, một số cái nó không có. Ví dụ như hệ thống lạnh đi, tích data này, loại gì ra lạnh gì. Và giờ ví dụ như mình coi cái app nhất được không anh? App nhất hả? App nhất nó nhiều cái tí á. App nhất thì em cũng phải tự tự nhớ thôi à. App nhất của động cơ đúng không? Hệ thống bôi trơn đây. Mấy cái tên hệ thống này nhớ hết chưa? Biết rồi. Đã. Đây cùng. Chi tiết chi tiết giống như bên bên mà phát triển sản phẩm đâu, nó chỉ hỗ trợ mình sửa chữa thôi, chứ còn nó có để thông số chi tiết sâu vào hệ thống không? Như nó có hướng dẫn cái phần mà nguyên lý nó vận hành không anh? Ví dụ như cái bơm cơ áp nãy đi. Ví dụ như mấy cái mạch với là BM thì có, nhưng mà những cái hệ thống tổng thể hệ thống thôi, tổng thể về hệ thống thôi, chứ còn mà sâu vào những cái nguyên lý như bên trong như cảm biến Hall nó hoạt động sao, những cái cơ bản nó thì không nói, không biết được, không nó không có nói chi tiết, tại vì nó đã thiết kế những cái function chẩn đoán ở bên trong cái máy chẩn đoán rồi. Còn khi nào mà em đi học á, em đi học cái lớp của nó luôn á, lớp training của kỹ thuật viên bên nó, thì nó sẽ nói rõ hơn. Và ví dụ như ngày xưa anh làm ở BM á thì thầy sẽ đi, ví dụ như học về động cơ đi, thì nó sẽ nói sâu những cái hệ thống, nó nguyên lý nó hoạt động của những cái giống như cái bơm đó. Là trong tài liệu này nè, em cứ đọc ở trong tài liệu này nó sẽ có thôi. Nó không sâu thôi, nhưng mà sẽ có cho em hiểu cái hệ thống nó hoạt động sao. Ví dụ giờ mình có thể bóc công nghệ của xe hãng khác, bỏ qua Audi cũng được luôn, tại vì mấy hãng đó nó cũng tự nhau à. Như thông số cảm biến thì lúc thì có thể là khác nhau, cái không có. Đúng rồi, thông số cảm biến nó là khác nhau, nhưng mà về tổng thể chung á, thì nó là giống nhau. Đó, mấy xe châu Á thì nó cũng xài công nghệ Audi ha, còn tới Mac đi, Mac nhấp đúp vào đây. Biết có hay xài máy đo xung không? Chỗ em thường xài cái BS100 á anh. Mấy cái đồ nhỏ nhỏ. Máy đo xung thì cũng có mà đâu ít xài lắm. Chẩn đoán mà sử dụng tốt máy đo xung á là em làm mấy ca khó ok luôn á. Sử dụng tốt máy đo xung với là cập nhật điện tử, kiến thức điện tử xíu. Rồi cái này vô đây ha, là bác đăng nhập anh để sẵn trong đây rồi, em chỉ cần bấm vô đây là nó ra thôi.
bát ở dưới là gì anh? Anh cài sẵn trong đây rồi. Thì nào quên Không, nó lưu đây luôn. Có gì. Alo anh. Ra đây, bấm vô đây ha. Nghiên cứu thêm mấy cái này nó để phát triển thôi. Ví dụ như giờ em học theo cái hướng này nè. Ví dụ như em một cái xe á là em hiểu cách mà cái hệ thống điện nó hoạt động á, là sau này em chẩn đoán là ok. Ví dụ hệ thống cửa nó hoạt động sao, hệ thống âm thanh nó hoạt động sao, rèm nó hoạt động sao, đó, học vậy. Tức là biết được cái nguyên lý của nó Đúng rồi, biết nguyên lý nó thôi. Còn còn sâu ở trong thì em chỉ cần biết nó tài liệu nằm ở đâu là được. Làm vô em tra. Em biết. kiếm chạy mấy phần mềm để đọc mấy nguyên lý của nó, nguyên lý với xem mấy thông số coi. Đúng rồi. Trong này em có nè. Ví dụ mạc đi, mạc và em chọn xe nè. Rồi. Mạc á thì nó trên cái số VIN nó có trước cái số VIN á là nó sẽ có cái mã mã phát triển. Ví dụ bên nó có làm chiếc Thì mạc nào 221 đi anh, cái 600 đó. 221 221 bao bao nhiêu nó 176. 176 à. 176. Đây em sao chồng nó làm gì vậy? Nó bị gì vậy? Chiếc này bệnh nó cũng nặng á, chiếc bobin rồi hư đánh lửa. Còn đây là Nó V12. Xe bobin là 6 máy luôn, xe bobin cho 6 máy. chắc đời cũ rồi hả? 206, 208 vậy. Đây nè, đây là toàn bộ các cái tài liệu của nó. Bên này nó chia theo group nè, bên này nó chia theo 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 hệ thống, vừa cơ mà vừa điện ở trong này luôn, vừa hướng dẫn sử dụng trong này luôn. Ví dụ như ở trong này có những cái mục sửa chữa nè, chẩn đoán sửa chữa trong này, về về bulletin, về service gì đó là trong này luôn. Đó. Thì em đọc em nhớ cái mã đuôi của cái tài liệu nè. Nè em thấy cái mã phân sành nè, là GF nè, là cái em quan tâm á. GF nè. À, với là mạch điện, là PE. Rồi, giờ mình search hai này thôi, coi nó ra gì nha. Rồi full này luôn. Rồi em search. Em làm nó cũng có nhiều xe châu Âu lắm, làm mẹ cái đi em cũng nhiều, Audi cũng nhiều. Mới ra cái chiếc Audi V7 thay nhớt thôi mà nó không bơm nhớt. Thay nhớt xong không bơm nhớt. Gắn lọc bị ấy hay sao? Giờ chắc để cái đoan vô bị sai vậy đó. Thử nó là nó gió nó vô hay gì anh? Phải. Trên lọc hình như nó có cái lòi Nó lọc lòi giấy ra, cái lọc giấy mà có nó có phần trên đỉnh đó, nó có một cái đầu lòi ra để nó bít vô cái lỗ đó. Nhưng mà thay xong áp nhớt nó không đủ hay là sao? nó hỏng lên áp cái gì Không áp luôn hả? yeah. Áp tháo lọc ra coi thử ra nó bị gãy chốt đâu. Tháo lọc, tháo tháo động cơ hộp số xuống luôn rồi, Sao vậy? tháo bơm ra. Xe vô chạy bình thường, Sao anh? xe vô chạy bình thường hả? Xe vô bình thường mà thay nhớt thay lọc vô cái nó bị nổ máy kêu lọc cọc một Vậy thôi. cọc.
À, đây là toàn bộ các hệ thống của nó nè. Ê, mình chọn lỗ rồi. Mình chọn hai mục này thôi. Khí nó đi sao nè ha. Rồi đó. Rồi. Mấy hệ thống này đó nằm nằm trong này. Cứ rảnh rảnh ngồi coi. À, GF là nguyên lý đồng này. GF là coi cái phần nguyên lý đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Là Sun Group nè. Sun Group rồi này là hộp điều khiển nguyên lý động của Sun Group. Nguyên lý động của cái hộp đó của hệ thống cửa ép. Còn cần cái mã rất nhiều tài liệu, em không có thời gian em đọc thôi, chứ đọc nhiều là em hiểu biết nhiều mà. Mọi hệ thống nó nằm trong này hết. Em đọc em hiểu hết trong này luôn, là kỹ thuật viên hãng cũng không, không ấy nữa. Cái này là mạch điện nè ha. Đó, thì trong này mạch điện đẹp. Thì anh giới thiệu sơ sơ cho về cái cách sử dụng quýt này, cho biết xài rồi ha. Chứ chứ Thường để đọc cái Pathfinder. à, cái feeder là cái chỉ vị trí rồi với ấy luôn, nhưng mà nó không phải là chính hãng là lắm. Về chính hãng này nguyên lý hoạt động này luôn, nhiều mạch điện ta feeder nó cũng không đúng lắm. Nó chỉ vị trí với là hình ảnh của cái cảm biến hay là của cơ cấu đó thôi, đúng không? Rồi mình phóng phóng to lên, bấm vô đây. Còn muốn muốn coi kiểu to hơn á, bấm vô đây mà coi vậy được rồi nè. Đó, những bên này là những cái tên, ví dụ như N10 C2 là gì nè. Qua đây tìm. À, chắc biết biết đọc rồi ha. Đây, đây. À, rồi. Thì anh tắt đây nha. Rồi. Bi em chắc cũng rành rồi đúng không? BM thì chưa xài nên có gì chuẩn đoán này chứ chưa đọc. À, vì em là phần mềm chẩn đoán với là tài liệu nằm chung luôn. Mình rảnh rảnh mình vô mình đọc tài liệu này thôi là mình hiểu mấy hệ thống sau này mình chẩn đoán nó ok lắm. Hồi xưa anh mới đi làm ở đâu ai chỉ anh đâu, cứ ngồi đọc tài liệu về em mới biết làm ấy chứ. Ngày xưa không có lớp đi học mà học được mấy này cũng đỡ. Hồi xưa đi mới đi làm á, vô chỉ biết ở trong công ty có máy có phần mềm thôi, nhưng mà thấy ta làm mình nhìn mình học theo thôi. Đó chắc là làm sửa chữa chung ha. Ừ, đúng rồi. Rồi bấm operation ha. Thì trong cái phần mềm này là nó có nhiều tab nè. Ví dụ như ở đây operation là mình khai báo xe. Khai báo cái xe đó, một là em nhập số VIN vô. Hai là em đọc bằng cục chuẩn đoán. Thứ ba là em chọn bằng tay. Như cái này mình chứng đoán luôn được không anh? Cái này không, cái này không chẩn đoán được, tại chẩn đoán phải cài driver rồi vô rồi mới chẩn đoán được. Dạ.
này để đọc tài liệu thôi. À, nếu có số pin em nhập số pin vô đây, còn không có em chọn vô cái tab này em nhập, vì nó làm CC gì á, BM á. bảy cái À. À, ví dụ như em đọc em hiểu hệ thống em cứ vô mấy xe đời cao em đọc, càng nhiều hệ thống nó càng ấy, chứ mình đừng sợ rối. Rồi rồi chọn này đời 12 luôn, 12 đời mới đấy á, mình chưa đời chắc đời F01 F02 bảy 750 đi, 750 lời. Đợi bạn châu Âu à. Châu Âu thì nó sẽ có bên tay lái nghịch với tay lái thuận, còn bên Mỹ chỉ có tay lái thuận thôi, tay lái nghịch thôi, tay lái thuận thôi. 28 thì vậy đi. Trong trong ba cái mạc BM Audi á thì em thấy BM là dễ nhất luôn, tài liệu nó dễ. Em để nhất là Ừ, đúng rồi, về tài liệu nó là dễ nhất, dễ đọc nhất, rất là chi tiết. Cứ học 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 điện á thì cứ học nguyên lý á, cứ đè BM ra học trước, hoặc là đụng xe nào học xe đó, còn nó ưu tiên học BM, tại vì em tài liệu nó dễ đọc lắm. Còn mấy kia nó phải thao tác, nhiều thao tác đó, mình dễ bị rối. Ủa em ở chợ trên này hả? lãnh Minh Thăng gần Đàm Sen anh, À, còn anh giờ là ở đâu? ở bên nhà bè. À, anh ở Nhà Bè. Rồi nó qua cái tab thứ hai nè, và tab thứ hai thấy cái tab thứ nhất là operation đúng không, nó nhảy qua tab thứ hai nè. Trong tab thứ hai sẽ có những cái tab con ở dưới này nè, thấy không? Cái tab vehicle detail này là những cái thông số option của xe. Còn tab mà operation report nè, tức là mình thao tác gì trên phần mềm này nè, đều lưu ở trên này hết, không? Ví dụ như em sau này em rồ rồi á, em thằng khác nó chuẩn đoán xong, cái em tới em bấm vô đây em coi là thằng trước nó đã làm gì trong cái xe này rồi, em bấm vô đây em biết được luôn đó. Rồi cái này thấy trong hãng thì mới 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 xài thôi, còn bên ngoài thì không cần lắm. Rồi tiếp theo bấm qua đây nè, lúc mà chọn đoán đúng không, chọn đoán vô đây nó sẽ có sơ đồ cây của các hộp nè, ở trong tab này sơ đồ cây cây mấy hệ thống nó kết nối sao á, lại sơ đồ cây đó. Đó, còn ví dụ như cây cái tên hộp nó viết tắt bằng tên hộp đúng không, em biết cái hộp nó chức năng gì em bấm qua đây, cần cho list này nè, cho unit list này là cái nó ứng với cái tên đó, tên viết tắt đó là cái tên của hệ thống luôn. Để chuột lại gần đó nó cũng hiện ra nó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi em bấm vô tab này là để đọc sơ đồ với là chẩn đoán nè, với là rồi trong cái tab này ha, trong tab này sẽ có những cái tab này là tháo lắp nè, thông số kỹ thuật nè, về phần cơ khí á. À, có vô đây bao giờ chưa, tab này nè. Ví dụ như em muốn hạ một cái máy đi, em vô đây em cũng coi được các bước nó hạ máy sao luôn nè đó, thông số kỹ thuật với là tháo lắp nè. Còn đây là chẩn đoán nha, chẩn đoán. Còn đây là service function nè,
Là ví dụ như em muốn reset nhớt là em vô đây, muốn AT cơ cấu hay gì đó là em vô đây, AT hệ thống đó. À, là vô đây. Và ví dụ như muốn AT kim full hay là gì đó, AT phuộc, AT đèn gì đó là vô đây. Cái này là chẩn đoán, nếu hệ thống nó bị hư rồi vô đây chẩn đoán. À, còn mấy mấy tab bên này là em cũng không quan tâm, coding với là thay hộp gì đó cũng không quan tâm lắm. À, còn ví dụ trong cái hộp cái tab troubleshooting là có những cái tab nhỏ ở dưới nè. Tab này á là giống như kiểu là em thấy lỗi nè, khu vực lỗi nè, khu vực nói chung là em cũng không cần xài cái tab này đâu, chuyên sâu lắm mới xài cái này thôi. Còn vô cái tab quan trọng là function structure nè. À, tab này là chẩn đoán lỗi điện, còn tab này là chẩn đoán cơ khí. Không, mình tập trung điện thì mình vô cái tab này thôi. Thì trong tab này nó sẽ chia ra là động cơ nè, khung gầm nè, điện thân xe nè, điện hỗ trợ người lái. Rồi vô coi cái hồi nãy đi. Hồi nãy là cái bơm cầu áp này, coi nó khác nhau với giống nhau ở trên xe BM nó như thế nào. À, rồi vehicle electric nè, rồi hệ thống fuel system, rồi không như đây luôn. Rồi đây là mạch điện đó nè. Còn em thấy ở đầu là nó có cái để ký hiệu không? SSB là mạch điện, còn FUB là nguyên lý hoạt động. FUB là nguyên lý hoạt động nè. À, bấm giùm coi hệ thống cao áp nó hoạt động sao nè. Đó, nè, áp suất của nó nè, trong khoảng này nè. Không, pin connect này đó là nguyên lý hoạt động của nó đó. Cái đọc trong này tiếng Anh em chắc cũng ổn nhá. là đọc cũng được. À, đó cứ vô đọc trong này và hiểu nguyên lý hoạt động nó. Máy này kim phong nó bị hư, chắc đâu có đường nào kiểm tra ha. Kim Nó bị phun đá như kiểu đó. bơm cao áp thì nó thật ít, nó ít bị đáy lắm, tại áp nó cao quá. AT đây nè, tín hiệu từ rail resistance sensor hộp động cơ nè. Hộp động cơ sẽ AT cái van điều khiển. Nếu cái rail này cao, nếu mà cái cảm biến này hoặc là cái bơm bị fail thì bypass. Và điều khiển cái lượng nó phải không? Ừ, Mình được kích hoạt. cho phép lái được nhưng mà nó bị giới hạn vậy đó. Đó, đọc trong mấy mấy cái này là hiểu, nó hiểu hiểu để chẩn đoán thôi. Rồi sensor lấy cái bung này, rồi nó là về nguyên lý hoạt động ha. Thì trong low sensor này cũng vậy luôn, Cái đại nãy nó có để cầm chừng khoảng 53 đó phải không? thì nó hoạt động từ 50 cho đến 150 thì tùy dòng xe. Ừ,
Nói chung là nó biến thiên chứ không phải là nó cứ cố định ở mức nó trong khoảng đó. Nhưng mà ví dụ như em để cầm chừng á mà nó nổ ok. Nó nổ ok. Mà em thấy cái thời gian full của nó ok á, nó ngắn á là ổn. Còn ví dụ như giờ thời gian full nó bất thường á thì nó lại khác. Áp suất nó liên quan đến thời gian full mà. Ví dụ áp cao thì nó full ngắn. Chứ áp cao mà phun dài thì nó dư xăng nha. Như xe mà nó lúc mà chạy tua máy cao á anh thì thời gian phun nó dài ra hay là sao ta, nó ngắn lại Ví dài ra phải không, dụ nhưng mà cái bình thời cái giờ phun thời gian phun nó ngắn lại chứ. như cái bơm thường thôi, như xe không Bơm có bơm cao áp á. bơm thường thì nó ngắn ngắn lại cái hồ nó phun toàn tải luôn. Nó giờ ví dụ nó càng ngắn 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 dần. Nó ngắn dần. Thì cái khoảng ngắn dần nó rất là nhỏ thì mình xét trong một cái delta T thì coi như nó phun toàn tải luôn. Ví dụ giờ em chạy 1.000 vòng trên mét vòng trên phút đi thì nó phun xong rồi nó phun rồi nó nhả, nhưng mà mình cũng xét ở trong cái delta T đó mà tua máy nó cao lên thì trong cái delta T nó sẽ có những cái xung rất nhỏ. Như vậy xong nó phun thời gian phun nó ngắn lại thì sao nó không đủ xăng để mà tụi máy nó lên cao ta. Là trong em xét trong thời gian là delta t là cố định đúng không, thời gian phun là mili mili giây mà là trong mà xét trong delta t mà ví dụ Thì như là những yếu tố nào làm cho xe chạy nhanh hơn ta, nhanh hơn là xăng nhiều hơn hay là sao, phun nhiều phun xăng nhiều hơn, cái biên độ nó rộng ra là phun nhiều xăng hơn đúng không. như như xăng phun nhiều hơn là ví dụ như bơm bơm thường thì cái áp xăng nó không đổi rồi Áp xăng không đổi, giờ em muốn đúng đạp không? ga, em đạp ga tăng tốc thì cái chân ga em đạp vô điểm kích đao là biết là xe cần tải cao thì nó cái bề rộng xung á nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên nó phun xăng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà tua máy nó tăng lên rồi á thì cái thời gian phun ở trên đó là nó nhỏ lại chứ. Xét một thêm thêm một delta T mà. Đó, Tức là ví nó dụ chắc theo cái sông nó có độ rộng đúng xung rồi, hả? bề rộng xung là tăng lên trong một cái Bề chu rộng kỳ xung, thôi. Ví dụ bề rộng xung thì nó tăng lên nhưng mà chu kỳ nó thì thì nó nó nhỏ lại. chu kỳ nó Nó tăng chu kỳ lên. tăng lên mà. Dạ. Chu kỳ nó tăng lên thì cái bề rộng xung này nó phải nhỏ lại thì chu kỳ mới tăng được chứ. Nhưng mà bề rộng xung ở trong một chu kỳ á thì nó phải tăng. Đúng rồi. Đó thì bề rộng xung nó tăng lên trong một chu kỳ thì xét trong một delta T nó sẽ coi như là full toàn tải luôn đó. Rồi trong này là cái mạch điện ha. Bấm cái zoom in để cho nó to to này lên. Kem dùng cái cửa sổ này nè để em di chuyển. Đó. Còn coi nó từ cái bơm xăng nè. Ví dụ như em cái này là bơm 3 pha không chổi than. Bơm DC 3 3 pha không chổi than. Nhưng mà nếu em nhập cái số vin á thì nó sẽ ra bơm DC. Nè ví em nhập vô cái bơm này nè. Này là bơm tiếp cận ở dưới đó phải Đúng không rồi, anh? đúng rồi. Thì có tùy theo loại option. Nó sẽ có loại bơm không chổi than và bơm bơm có chổi than. À, bơm này bơm không chổi than. À, cái option này những xe đời cũ á, thì nó sẽ có hai option bơm có chổi than và không chổi than. Thì cái bây giờ cái option mới nè dòng G này nó lại xài không chổi than, biết motor không chổi than rồi chứ không. Không chở than hả? À, Anh biết nói thử em quên rồi biết lâu. cái motor giống như Cái motor kiểu trong mấy xe đạp điện đó. nó chạy Motor một AC đó. motor DC luôn nhưng mà không chổi than. Nó điều khiển bằng xung á. Trong này có ba cuộn dây nè.
Motor BLDC á. Ít lại đâu? Cái đó để coi lại, cái đó Ờ. là mình có biết mà quên. Tức là nó sẽ không có chỗ than. Nó sẽ có ba cuộn dây, bên trong là loại loại À, đúng 500. rồi, giống như cái quạt điện nhà đó phải không? Đó, đâu quạt Không, không điện phải. là điện cây chiều. Xoay chiều thôi, nhưng mà nó làm nó ứng dụng, bây giờ nó ứng dụng như chăng mấy cái motor của ổ cứng á. Motor ổ cứng này, motor xe đạp điện nè. Như motor của mấy máy lạnh inverter á là nó cũng xài motor này á. Đó. Rồi, coi tiếp mạch điện ha. Rồi kiểu đây là mô tả phân sành của cái bơm mà tiếp vận nè. Còn tới mô tả phân sành của cái hộp động cơ này. Không, đây. À, chức năng của hộp động cơ nè. À, hộp hộp điều khiển bơm xăng. À. Đó, tức hộp điều khiển bơm xăng nè. Rồi hộp cái này là cái van chỗ chỗ bơm cao áp á. Đó. Đó. À. Thì cái bơm này nó hoạt động từ 5 đến 230. Là bên em nó giải tài liệu giải đọc ha, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Chu kỳ xung là 80%. Tín hiệu điều khiển nó là PWM. Digital. Đọc đọc mấy cái trong này là mình nắm được mấy cái hoạt động đó. À, còn đây con cảm biến reo nè. Trên này có hai táp nha, một táp là phân sành với một táp vị trí nè. Không, ví dụ như trên con này thì cái cảm biến nó nằm đây. Đó, đây vị trí nè, vị trí của con ép. Còn mô tả phân sành em bấm vào đây em coi. Rồi, đó. Nó loại cảm biến gì? Cảm biến thạch anh thôi. Đó. Cấp nguồn 100 tín hiệu đi về. Như tín hiệu là nó đưa thường mấy cái này là đưa xong về hay sao anh? Đúng rồi. Thường cảm biến áp suất á là nó sẽ nhịp theo một cái hàm công thức. Mình không có đo được được cái này đâu. Không ra được giá trị điện áp. Mà nó nhịp theo một cái hàm công thức để ECU nó tính toán được. Chứ không phải là Kiểu nó giống 1V như là bao nhiêu ba hay là 5V là bao nhiêu ba đâu. nó gửi qua mạng liên cái gì đó phải. Ờ đúng rồi, ví dụ như trên Audi á là gửi qua mạng LIN. Bởi Còn cái này nó làm như là nó bị cái con áp suất nhớt của máy phát nó kêu đó, rồi nó gửi qua mạng liên, nó bị nó cái gì PSN gì đó. chạm chạm luôn cái đó là hệ thống khác rồi. Cái đó là của cảm biến cọc bình với là máy phát với là cảm biến nhớt, Đúng rồi, là sắp nói nhớ. chung là một cái mạng BSD. Đúng rồi, BSD. Một trong ba con đó chạm thì hệ thống nó không hoạt động. Cần Nhưng mà nó này chạm nó bị hư hay sao anh? đúng rồi, nó hư làm cho mạng link nó mất kết nối luôn. Tức là nó giống như là ba nốt mạng vậy á. Một nốt nó bị hư là nó sẽ ảnh hưởng đến hai nốt kia luôn. Nhưng mấy cái này mình đâu có đo được phải không? Nó Thì không được. mình đo tín hiệu ra mà nó có xung là được thôi, chứ còn xung nó như thế nào mình không biết được đâu. Chỉ có cách nữa là mình đọc ở trong máy chẩn đoán thôi.
nó có xung ra nha, nó xung ra là một, thứ hai vô đọc mấy trận đánh mà đọc được giá trị đó là ok đó, có đọc mô tả phân xanh là hiểu rồi. Rồi cái này sơ đồ mạch điện ha, rồi rảnh thời gian ngồi đọc thì đọc mấy cái hệ thống này, trong xe nó bao nhiêu hệ thống rồi đó, muốn tìm tài liệu của hệ thống gì không, cái gì nó như thế nào, ok không? Dạ Còn dạ cần hỏi gì nữa không? rồi được rồi rồi tắt mắt cái gì Hả? Alo? đấy sáng mai chưa mai em chỉ tiền cho anh. Rồi, ok. Rồi có thấy có ok không? Ok được. Rồi, có làm xe mà có ban bệnh gì alo cho anh nha. Rồi anh Dạ hỗ trợ cho. Mà thấy nếu mà thấy hay thì review ở trên cái trang giùm anh nha. trang À, nào anh Facebook trang thôi. trang trang vết tích đó. Ok, cảm ơn em nha.